Hào bạn thân thấy đứa bạn già sắp ế đến nơi, cô dâu có màn tung hoa đỉnh chóp, nước lòng người bắt lẫn người xem. Đứa bạn thân với đường yêu gập ghềnh trăm ngàn lối, cô dâu đã tung cú ném cực đỉnh, vừa dứt khoát mạnh mẽ lại trúng đích cái rụp, giống như một lời khẳng định đánh thép. Duyên đến rồi, không muốn cũng phải lấy. Anh đã quay trở lại. Nó ở cái tầm chất. Theo như lời cô dâu chia sẻ, chuyên kiếp nhóm có 6 đứa chơi với nhau, hễ đứa nào bắt được hòa thì chắc chắn sẽ tới lượt. Tình hình này thì có tránh đường trời. Cộng đồng mạng cực kỳ thích thú với màn ném hoa chuẩn xác không sai một ly này của cặp đôi. Ship của bắt được hoa đến cho tôi, nhìn sơ qua biết đó là My Destiny rồi. Wow. Anh chồng cẩn thận nha, phi hoa mà đã như thế rồi thì phi dép phi chổi phải chuẩn lắm đấy. Hảo bạn thân nhà người ta, không làm chúng ta thất vọng. Mời đẹp, mời đẹp. Các bạn nghĩ sao về màn phi hoa này? Cảm ơn đã theo dõi Tám TV cũng như tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe mỗi ngày để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị nữa nha.